Thiết kế nhà hiện đại đang được nhiều gia đình lựa chọn bởi sự sang trọng kèm công năng hợp lý với lối kiến trúc tinh tế hiện đại, khỏe khoắn mà đơn giản. Các mẫu thiết kế nhà phố có mặt tiền gần gũi với thiên nhiên, cùng cách bố trí nội thất hợp lý, tất cả sẽ tạo ra một không gian hài hòa và mang tính thẩm mỹ cao nhất. Công trình của gia đình chủ trước tại Thủy Nguyên, Hải Phòng được Tân Á thiết kế theo phong cách hiện đại trẻ trung, lược bỏ tất cả những chi tiết trang trí cầu kỳ. Màu sắc được lựa chọn ở công trình này cũng là màu sắc trang nhã, hài hòa và dịu mắt. Màu trắng là màu sắc được chủ đạo chính, điểm nhấn chủ yếu đến từ hệ thống của cửa. Cửa được làm bằng hình cánh cung, xử lý bằng chất liệu gỗ kết hợp với kính. Gam màu nâu của gỗ nổi bật trên nền tường màu trắng, vừa sang trọng vừa ấm áp. Đây là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo về khía cạnh màu sắc. Tiếp theo là cổng và hàng rào. Cánh cổng của công trình được làm bằng chất liệu sắt nan gỗ. Cổng sắt nan gỗ giúp không gian không bị bí bách, ngược lại căn nhà vẫn mang đến một luồng không khí tươi mới và hiện đại. Xung quanh công trình, Tân Á đã bố trí thêm đèn ngoại thất, góp phần cho công trình tỏa sáng hơn khi về đêm. Cửa chính và toàn bộ hệ thống cửa sổ sử dụng chất liệu nhôm kính sinh pha cao cấp, đảm bảo độ bền và chi phí khá rẻ. Đặc biệt là giúp ngôi nhà hấp thu tối đa ánh sáng của tự nhiên, mang đến không gian sống thoáng mát và trong lành. Để hài hòa với lối phong cách thiết kế hiện đại, kiến trúc sư sử dụng hệ mái bằng cho mẫu nhà ống đẹp. Hệ mái này được xây dựng bằng phương pháp đổ bằng vô cùng chắc chắn, bao gồm 4 lớp: lớp kết cấu chịu lực, lớp tạo độ dốc, lớp chống thấm và lớp cách nhiệt. Sự kết hợp khéo léo, tính toán tỉ mỉ của đội ngũ kiến trúc sư Tân Á đã giúp cho chất lượng của công trình nhà ống luôn được đảm bảo, trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc công trình thì xin mời các bạn cùng ghé thăm kênh YouTube cũng như website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Ở kênh YouTube chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự, villa. Bên cạnh đó cũng có những video quay lại quá trình thực tế thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, theo dõi cũng như là ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì website có tên miền là nhà đẹp Tân Á.vn. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam nữa. Bích Nga hy vọng rằng kênh YouTube nhà đẹp Tân Á và website nhà đẹp Tân Á.vn là một kho tàng kiến thức để giúp cho quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng của tất cả các thành viên trong gia đình các bạn nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là mặt bằng phong thủy căn nhà của gia đình chủ trước. Và chúng tôi cũng đã phác thảo mặt bằng định vị khu đất của gia đình chủ trước để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn. Còn bây giờ là mặt bằng kiến trúc của công trình. Với diện tích chiều rộng 5m và chiều sâu là 15,2m, căn nhà của gia đình chủ trước được bố trí một không gian phòng khách với diện tích 22,29m2, phòng bếp công ăn 13,35m2, một phòng ngủ 11,66m2 và một nhà vệ sinh chung 4,48m2. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2, thì chúng tôi bố trí một không gian phòng thờ 8,13m2, phòng sinh hoạt chung 16,53m2. Hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 10,70m2 và 11,66m2. Nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối nhà với diện tích 3,38m2 và một sân giặt phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà ống 2 tầng được Tân Á thiết kế cho gia đình chủ trước. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy và gọi ngay hotline của chúng tôi đang chạy trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.